Cô Hằng thân ái, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toàn lớp 4 của trang web olm.vn Ở trong bài giảng ngày hôm nay, cô Hằng sẽ cùng các con tìm hiểu về các số có nhiều chữ số phần tiếp theo Đầu tiên, cô cho mình sẽ cùng nhắc lại một số kiến thức cũ Các con đã biết về hàng rồi Cô lấy ví dụ về số 187.629 Đây là số có 6 chữ số các con hãy xác định các hàng của số này. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có đây là hàng đơn vị, tiếp theo là hàng chục, rồi đến hàng trăm, đây là hàng nghìn, đến hàng chục nghìn và cuối cùng là hàng trăm nghìn. Như vậy là số có 6 chữ số thì bao gồm 6 hàng, bắt đầu từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Vậy còn các số có nhiều chữ số hơn thì sao? Chúng mình cùng quan sát ngay sau đây. Ngoài các hàng này bắt đầu từ hàng đơn vị đến hàng trăm nghìn chúng ta có thêm ba hàng như sau hàng triệu hàng chục triệu và hàng trăm triệu cho biết cứ ba hàng thì sẽ tạo thành một lớp vậy chúng ta sẽ có ba lớp lớp đầu tiên chính là lớp đơn vị tiếp theo là lớp nghìn và cuối cùng là lớp triệu cô nhắc lại hàng đơn vị hàng chục và hàng trăm thì hợp thành lớp đơn vị hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn thì hợp thành lớp nghìn và cuối cùng, hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu thì hợp thành lớp triệu. Đây chính là một tính chất về hàng và lớp mà các con phải ghi nhớ. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con đọc và viết các số có nhiều chữ số. Cô lấy ví dụ với số này. Khi đọc các số có nhiều chữ số, bước đầu tiên ta tách số thành từng lớp từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi đến lớp triệu mỗi lớp thì có 3 hàng. Vậy ở đây, ba số đầu tiên này thì sẽ gộp thành lớp đơn vị. 3 số tiếp theo thì sẽ hợp thành lớp nghìn và ba số cuối cùng sẽ hợp thành lớp triệu. Sau khi đã tách số thành từng lớp, bước tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào cách đọc số tới 3 chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải. Vậy là khi đọc từ trái sang phải, chúng ta sẽ đọc như sau. Đọc 3 chữ số thuộc lớp triệu đầu tiên. 3 số này được đọc là 413. Thêm tên lớp vào đằng sau thì ta được 413 triệu. Tương tự ở đây ta có 751.000 và cuối cùng là 246. Tổng hợp lại chúng ta có cách đọc của số này chính là 413 triệu. 751.246 Lưu ý ở lớp đơn vị thì ta không thêm chữ đơn vị vào đằng sau Bây giờ cô có số gồm 9 chữ số như thế này. Các con hãy xác định các chữ số tương ứng với các hàng để hoàn thành bảng này. Hoàn toàn chính xác. Hàng đơn vị chính là số 9, tiếp theo là hàng chục là 2, hàng trăm là 6, hàng nghìn là 7, hàng chục nghìn là 8, hàng trăm nghìn là 1, hàng triệu là 2, hàng chục triệu là 3 và cuối cùng hàng trăm triệu chính là 5. Và đến đây các con hãy giúp cô đọc số này. À đúng rồi, đây chính là số 532 triệu 187.629. Các con lưu ý khi viết các số có nhiều chữ số thì chúng ta nhớ viết tách lớp. Có nghĩa là chúng ta để khoảng cách giữa các lớp như thế này. Và bây giờ để củng cố kiến thức về cách đọc viết các số có nhiều chữ số, cô cho mình cùng nhau làm phần luyện tập. Bài đầu tiên hoàn thành bảng sau. À đúng rồi. Với số đầu tiên chúng ta có cách đọc là 275 triệu thì chúng ta viết được số này bằng cách viết số 275 và thêm 6 chữ số 0 vào đằng sau. Đến đây chúng mình xác định được các chữ số thuộc các hàng như thế này. Với số tiếp theo, từ các chữ số thuộc các hàng thì chúng ta viết được số đó như thế này. Và số này được đọc là 12.008.000. Với số cuối cùng, đây chính là số 2.600.332. Và từ đây chúng ta cũng xác định được các chữ số thuộc các hàng như thế này. Bài tập thứ 2, nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số ở bảng sau. Cô lấy ví dụ với số đầu tiên. 31.091. Chữ số 3 trong số này ở hàng chục nghìn, vì vậy chúng ta có giá trị của chữ số 3 chính là 30.000. Hoàn toàn tương tự như vừa rồi, cô hướng dẫn các con hãy hoàn thành bảng này. À, cô khen chúng mình rất giỏi. Với số tiếp theo, số 3 ở vị trí hàng trăm, vậy giá trị của chữ số 3 chính là 300. Số 402.473. Số 3 ở hàng đơn vị, vậy giá trị của chữ số 3 chính là 3. Và với số cuối cùng, 3 triệu 075 nghìn, thì số 3 ở hàng triệu, vậy giá trị của chữ số 3 chính là 3 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ học cách viết số thành tổng theo mẫu như sau. Câu ví dụ với số 3 triệu 195 nghìn 214, với số này chúng ta có 3 thì ở hàng triệu vậy chúng ta có 3 triệu. Tiếp theo, 1 ở hàng trăm nghìn vậy chúng ta sẽ cộng với 100.000. Sau đó là cộng với 90.000 vì số 9 ở hàng chục nghìn. Tiếp theo tương tự như thế thì chúng ta sẽ cộng với 5.000, cộng 200, cộng 10 và cộng 4. Như vậy để viết số thành một tổng thì chúng ta xác định các chữ số thuộc hàng nào, sau đó biểu diễn giá trị của chữ số đó. Bây giờ các con hãy viết các số sau thành tổng như cô vừa hướng dẫn. Cô khen chúng mình, với số đầu tiên chúng ta có 32 triệu 450 thì sẽ bằng 30 triệu cộng với 2 triệu cộng 400 và cộng 50. Tiếp theo với số thứ hai, 60.041.071 thì sẽ bằng 60 triệu cộng với 40.000 cộng 1.000 cộng 70 và cộng 1. Và đến với bài tập cuối cùng, cô cho mình sẽ cùng nhau vận dụng vào thực tế trò chơi truy tìm mật mã. Luật chơi như sau, tìm mật mã để mở chiếc két, biết rằng đó là một số có 6 chữ số với những thông tin như sau. Các con hãy đọc thông tin và tìm mật mã để mở chiếc két này. À, đúng rồi. Chúng ta có mật mã chính là một số có 6 chữ số, vậy cô có bảng như sau. Bây giờ chúng mình lần lượt tìm hiểu các thông tin. Đầu tiên, chữ số hàng trăm nghìn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4, vậy thì chữ số hàng trăm nghìn chính là số 3. Tiếp theo, chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có một chữ số. Số lớn nhất có một chữ số thì chính là số 9. Vậy chữ số hàng đơn vị ta có số 9. Đến với chữ số hàng chục. Chữ số hàng chục thì bằng chữ số hàng trăm. Với dữ kiện này thì chúng ta chưa tìm được chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm. Ta tiếp tục đến với dữ kiện tiếp theo. Chữ số hàng nghìn là 7. Chúng ta điền 7 vào chữ số hàng nghìn. Chữ số hàng chục là 2, vậy chúng ta có số 2 ở đây. Vậy sau khi biết chữ số hàng chục, chúng ta quay lại dữ kiện ở trên. Chữ số hàng chục bằng chữ số hàng trăm. Vậy đến đây chúng ta có chữ số hàng trăm cũng chính là 2. Và với dữ kiện cuối cùng, chữ số hàng chục nghìn là 0. Chúng ta điền số 0 vào đây. Vậy đến đây thì chúng mình đã hoàn thành được bảng này và có ngay mật mã để mở chiếc két chính là số 307.229. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, các con đã được học cách đọc và viết các số có nhiều chữ số, xác định giá trị của từng chữ số trong số đó. Để củng cố thêm kiến thức cũng như là rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olmr.vn. Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo.